Hello, Long xin chào. Chào cô chú anh chị em, chào tất cả mọi người buổi sáng. Hôm nay Long lên Long bỏ phân cho dâu. Thì sẵn tiện đây Long muốn chia sẻ cho các bạn thích trồng dâu cùng xem, cùng tham khảo ha. Long để xuống đây cho nó dễ làm á, chứ một tay làm một tay quay nó hơi khó nha. Long bưng cái chậu xuống đây. Đây là cái phân này, là phân hóa học, phân NPK. Thì cái phân Long bỏ là phân màu xám. Tại vì bỏ ở ngoài, mình hôm qua giờ đem ra ngoài á, ra ngoài không khí rồi lại, cho nên là nó hơi ướt. Phân cái màu xám thì đó là phân này thuộc dạng phân trung bình nè. Đó. Thì phân này ở trên bao bì nó để là 15, 15, 20 á, thì mình thấy nó là thuộc dạng trung bình ha. Thì nó hay phân sử dụng phân đó. Rồi cái dâu của mình á, thì trước khi mình bỏ phân là mình hay xới lên cho nó tơi cái đất ra để cho cái rễ dâu nó thoáng ha. Nó xới cho nó tơi ra. Cái dâu này là dâu hàng xóm cho nè. Hôm nay nó tốt gì rồi đây. Trồng làm lại hơn một tháng rồi đó. Những cái dâu mình làm lại đó, là cái gốc của nó tới hai, một chậu của nó tới hai ba gốc luôn á, nó có cây bốn gốc luôn á, bốn đọt luôn á, là những cái cây dâu già nó nhảy ra nhiều á. Rồi thì nó xới xới lên nha. Thì cái bỏ phân hóa học này á, thì lâu lâu lắm, mình mới bỏ một lần thôi, chứ mình ít có bỏ phân hóa học lắm. Kiểu như lâu lâu mình bỏ một lần để mình đổi cái khẩu vị cho cái cây dâu gì á, đổi cái dinh dưỡng cho nó vậy thôi. Chứ còn ở trong vườn Long hay dùng phân bò nhiều ha. Đó, mình bỏ phân hóa học mình bỏ ít thôi. Một cây dâu thì mình bỏ khoảng từ 15 hạt đổ lại thôi, đừng bỏ nhiều quá ha. Cái dâu mình bỏ phân hóa học mà bỏ nhiều quá nó dễ bị sốc phân lắm. Cho nên các bạn có bỏ là nhớ bỏ ít và xa gốc nó ra. Cách Long bỏ là đào một cái lỗ rồi bỏ phân xuống rồi lấp đất lại. Cái cách như vậy là cho nó ăn phân cho nó nhanh, nó hấp thụ nhanh, cây dâu nó hấp thụ nhanh. Cái thứ hai nữa là nó cái hơi nóng nó lên nó không có bị cháy cái lá này nè. Nếu mình gãi lên trên bề mặt như vậy mà trời chưa nắng nữa, cái hạt phân mà nó hất cái hơi nóng lên á, nó dễ bị cháy cái lá dâu lắm luôn. Cho nên là cách Long làm thì hay xới một lỗ rồi cái bỏ phân xuống đó. Mình bỏ phân hóa học thì mình bỏ ít thôi, đừng bỏ nhiều nha. Các bạn nhớ là bỏ ít thôi. Tại vì cái cây dâu á, nó không có thích phân nhiều đâu. Các cái phân phân bò nè, phân mình đã ủ qua rồi, phân hữu cơ á, mình bỏ nhiều một chút xíu không sao. Nhưng mà phân hóa học mình là bỏ nhiều chút xíu là cái cây dâu nó dễ bị sốc phân nha. Nó sốc phân là nó dễ bị chết lắm luôn. Cái đó là cái cách trải nghiệm của Lon. Thì Lon muốn chia sẻ cho các bạn xem và tham khảo nha. Đó là cái cách bỏ phân hóa học ha. Rồi hôm bữa là có chị hỏi Long là tưới dâu, tưới nước dâu tưới làm sao và tưới ngày mấy lần. Thì sẵn hôm nay Long chia sẻ cho cô chú anh chị em, cho các bạn thích trồng dâu xem và tham khảo luôn nha. Long nhìn cái chậu dâu này lên trên. Rồi trước khi tưới thì Long cho mọi người xem cái cây dâu, cái chậu dâu của mình nha. Dâu của mình ngày hôm qua mình có tưới rồi đây. Thì như cái chậu dâu đây mọi người cũng thấy là cái đất nó vẫn còn hơi ẩm nha. Đó, cái đất này nó vẫn còn hơi ẩm, là tối hôm qua chiều hôm qua đang có tưới rồi nè. Nhưng mà sáng nay á, là mình thấy thời tiết mà nó nóng á, là mình vẫn tưới nha. Cái thời tiết nóng là ba mươi mấy độ á, là một ngày đang tưới hai lần. Đó, con vẫn tưới hai lần, thấy cái đất nó vẫn còn ẩm nhưng con vẫn tưới. Trời mà nắng là vẫn tưới nha, một ngày tưới hai lần. Còn nếu như mà thấy đất còn ẩm mà cái ông trời mà thấy hơi ui ui á thì mình không có tưới đâu, mình vẫn để vậy, một ngày là nói tưới một lần thôi. Còn nếu mà thời tiết mà nóng mà ba mấy độ trở lên á thì mình một ngày mình tưới hai lần. Cái mùa hè á con hay tưới là con thích ống nha. Đây, cái mùa hè con tưới con hay dùng dây kéo dây ống đó. Cái mùa hè thì mình thường dùng dây ống mình tưới, còn nếu mà mùa đông á mình hay dùng cái thùng. Đó, cách của lon tưới dâu là tưới như vậy. Mình tưới cho nó đẫm. Mình canh làm sao mà cái chậu của mình tưới nước vừa, cái nước nó vừa đủ xuống, nó vừa nhỏ xuống thôi. Chảy ra ngoài quá thì nó dơ cái nền của mình thôi. Còn nếu mình tưới mà ít quá thì cái dâu của mình nó không đủ nước á, ở trên nó ướt, ở dưới gốc nó không có đẫm á, không có nước á thì cũng không được nha. Mình nên tưới cho nó đẫm một chút xíu, cho nó ướt cái chậu dâu luôn.
Cái cách ăn tưới là như vậy đây. Cái mùa hè thì mình tưới á, mình không có sợ là tưới ướt lá ướt đọt, mình không sợ đâu. Cái mùa đông thì mình mới sợ, với lại cái mùa mà nó vô ra ra bông ra trái á thì mình sợ nó ướt bông ướt trái, nó không không đậu trái nè, rồi bông nó bị ướt rồi phấn nó trôi nè, đó là mình sợ nha. Còn tới cái mùa hè thì không có sợ đâu, mình cứ cứ xối đại lên trên, tựa trên xối xuống không sao hết, trừ khi thì mình mới xịt thuốc xong thì mình đừng nên tưới lên lá cho nó trôi thuốc thôi, chứ còn bình thường mình vẫn tưới bình thường như vậy ha, mình vẫn xối như vậy. Nó bình thường nó tưới dâu như vậy đó. Đây nè, nó cũng có trái nè, mọi người thấy có trái dâu không, nhưng mà nó thuộc dạng kiểu như mùa hè á, mình trồng dâu nhiều á là nó ra trái quanh năm luôn, còn không phải cái mùa bông mùa trái của nó ha. Nếu nó mùa hè nó ra trái thì cái trái dâu nó rất là nhỏ, nó không có được to, cái nó vẫn ra trái ha. Đó là cái cách mà lăn tưới dâu đó. Rồi hồi nãy giờ thì mình cũng tưới nước xong, thì ngoài trồng dâu ra ở trong vườn đông có trồng bông nữa nha, nó cũng nó xích cũng có chút xíu màu sắc ở trong đây, nên là có trồng ít bông nè, nó hơi đỏ đỏ hồng hồng đó. Còn mép bên đây thì cái vàng bên đây thì Long cũng để lên đầy hết trơn rồi, nguyên cái hàng ở trên đây thì những cái cây đây thì Long tách ra nè, Long tách từng cây ra nè đó. Ở bên đây, còn ở bếp bên đây thì mình không có tách ra, mình để vậy mình làm lại thôi, kiểu như mình trộn đất lại rồi mình trồng lại thôi. Thì Loan đang cần ngó cho nên là Loan để đại chứ không có tách ra. Còn nếu như mình tách ra là nó mất một thời gian khá dài thì cái cây nó mới phát triển lại được, nó mới tốt và nó mới ra ngó. Còn trong cái thời gian này Loan rất là cần ngó để trồng cho nên là không có tách ra. Con để nguyên chậu gì nè, con chỉ trộn đất lại thôi, thay cái đất mới cho nó thôi, rồi rồi trồng lại thì nó mau ra hơn, nó mau tốt và nó mau ra ngó hơn nè. Mình thấy hôm nay quá trời ngó luôn, thì con lấy một mớ ngó rồi trồng mấy bên kia lên vàng bên đó có hết trơn rồi đó. Nó cũng ra bông nè, thời gian này nó cũng có bông nhưng mà bông á ra trái nó không có đạt đâu, nó rất là nhỏ luôn ha. À, cái trái nó nhỏ lắm, nó không có được to. Thì mọi người mà có cần ngó á thì cái cây già của mình, nó dâu già của mình không không cần tách đâu, mình cứ để đại vậy đi, thay đất rồi bỏ phân rồi cho nó đó, rồi nó tốt nhanh lắm, rồi nó ra ngó là mình lấy ngó mình trồng. Còn nếu mà mọi người mà kêu là không cần ngó, không cần cái cây dâu tây nó ra ngó nhiều hay là tốt nhanh, thì mọi người cứ tách nó ra rồi nó một thời gian sau là nó cũng phải đi khỏe là nó sẽ tốt lại thôi, nhưng mà nó mất thời gian hơi lâu thôi ha. Mình cũng nói nè, đó, cái dâu mà mùa hè nó cũng có trái nhưng mà trái nhỏ lắm, nó không có được to nha. Đây bên hàng bên đây là cái hàng dâu mà ngó nè, nguyên một hàng ngó này luôn, nó đang trồng mà mấy ngày để ra ngoài nắng cũng được 2-3 ngày rồi nè. Đó, bữa nay nó cũng có nhảy ngó con ra nè, nhìn đẹp không? Đây là hàng ngó nha, hôm mới luôn đó. Còn ở dưới đây là hàng dâu bạch tuyết trắng, thì dâu này thì mình mua trên mạng nè, đó rồi nó cũng ra ngó, mình tự lấy ngó nè, mà tự lấy ngó cái ngó của nó không có xanh mướt như người ta lấy ha, nó xanh đậm đậm, nó sẫm sẫm giống như là ở ngoài gió ngoài nắng ha. Thì cái cây nó không có vượt nhiều như giống như người ta trồng thủy canh hay trồng ở trong nhà vườn đó. Đây là những cái ngó mà bạch tuyết trắng mà mình trồng đây. Còn ở bên đây thì cây này là cây cây lê, nó đang ra đọt non. Ở bên đây thì một thùng cải cải trắng, cái này khoảng 1 tuần đổ lại là ăn được rồi. Còn đây thì hành hành thơm đó. Còn những cái chậu dâu mép bên đây
bữa nay nó cũng tốt lắm. Rồi cây ổi của mình nó thì nó nhỏ nhỏ chứ mà trái cũng nhiều lắm nè. Cái này hái được rồi nè. Cái này mình để nó hơi bị chín rồi nè. Nếu mà không thích ăn chín á thì trái mà xanh xanh á, nó vừa vừa chua chua ngọt ngọt ăn thì nó ngon, mà để chín quá nó ăn không có ngon, nó mềm. Nó cây nó nhỏ nhưng mà trái cũng nhiều ha. Nói chung thì trái nhiều nhưng mà trái không có được to. Còn mét bên đây thì sung nè, mà sung vô tháng này á, nó không có ngọt đâu, nó dở lắm luôn, nó lạc phèo à, nó không có ngon như vô cái mùa đông. Mà nó ngược lại cái là mùa này lại trái lại nhiều hơn vào mùa đông. Còn cây đây là cây cóc nè, nó cây cóc ăn về lon tỉa lá tỉa đọt đồ bớt, bữa nay nó ra trái và bông là nhiều rồi nè. Đó. Đây sung nè. Trái cái mùa đây vô trái sung trái nhiều lắm, nhưng mà nó không có ngon, nó không có ngọt, nó không có mật bằng vô cái mùa đông ha. Mình không biết sao nữa. Còn ở trên đây thì cái vàng nho thì hôm bữa mình cũng ngắt đọt, ngắt cái cành đó nè, đó ngắt bớt đi để coi nó có ra trái ra bông nữa không, không thì đang cũng cắt để mình làm lại á, mình giữ nhánh lại á. Ở đây cũng có mấy chậu dâu nè, dâu này là dâu Đài Loan đó. Thì mình đang cần ngó nè, nó ra ngó quá trời luôn, mình cũng lấy nè. Còn cái cây bên kia là cái cây giống cũng giống như là cây phúc mồng tử gì đó, nó cái thuộc dạng cây dại, mình sách mình trồng năm nay nó được 2 năm rồi, hồi năm ngoái nó ra bông nhiều lắm luôn nhưng mà không có đậu trái, thì gán nán nán lại 1 năm nữa coi nó có đậu trái không, nếu mà không đậu trái thì Lon cũng cắt bỏ ha, chứ để trồng chiếm cái không gian của mình. Còn ở bên đây là xà lách nha, đó bên đây nó cũng to được gì rồi đây, nó to được gì rồi cũng nhanh lắm. Vườn của mình thì cây chanh thì khỏi nói rồi ha, lúc nào nó cũng có trái nhiều hết trơn, lúc nào cũng có trái ăn hết. Rồi cái hàng bông hồng của mình nè, khoe với mọi người đó đẹp không, bữa nay lên ra bông nè, ra nụ rồi đẹp lắm luôn. Nhưng mà bông hồng này tới mùa này cũng nghỉ ha. Các bạn nào mà có trồng bông hồng nhiều á, hay thích trồng bông hồng là nhớ xịt thuốc nha. Không xịt thuốc là cái lá nó không có non mà không có xanh mơn như gì đâu, nó bị đen hết rồi do mấy con kỹ nó đeo á, phải xịt thuốc, không xịt thuốc là nó không có được đẹp đâu. Hôm bữa mình cắt mình tỉa hết trơn rồi, bữa nay nó ra đẹp gì đây đó. Còn ở đây thì những cái chậu nhau dứt cá nó đẹp chưa, ở bên đây cỏ nhiều quá chưa nhổ. Những thùng đây thì mình dự định là trồng những cái rau thơm để mình ăn sống á đó. Còn cái cây đây là cũng cây mâm xôi nè, cây mâm xôi bạn Đài Loan bạn cho nè đó. 2 cây mà cái đây thì trồng sau. Còn cái cây mép bên đây á, đây cái cây đây nó trồng trước nè, nó trồng trước bữa nay nó ra đẹp không. Nó có hồi nãy mình cũng chú ý thấy nó ra được một bông nè, nó nở được một bông nè. Lần đầu tiên thấy cái bông nó luôn đó. Nghe cũng tốt lắm. Rồi hôm bữa mình mới về á thì mình có trồng thấy 2 cây cù nèo nè, đây bữa nay nó to to ghê chưa. Thì nè cái lá này nó bị nấm hay là nó bị nắng quá nó cháy lá mình không có rõ nữa. Còn đây cũng là cái dây nho nè, dây nho thì mình về mình cũng mới trồng sau nè, bữa nay thì nó cũng bò lên vàng rồi đây. Bắt đầu mình để cho nó bò ra ngoài một chút xíu nữa thì mình cũng cắt đọt để ha, cho nó bung đọt ha, cho nó bung nhánh ra cho nó nhiều. Còn cây đây thì trồng được 2 tháng rồi, thì hồi qua bên kia Lon cũng vừa cắt cái ngọn nó xong đó. Con cắt ngọn nó để cho nó nhảy chồi ra để cho được nhiều. Còn bên đây thì cải cũng là cải trắng, thì mình cải mình gãi sang trẻ đặng có cải mình ăn ha. Đây cũng là xà lách,
rồi hai hàng cải dưa. Còn đây thì hai hàng bắp lơ, bông cải á. Thì đối với cái mùa này thì trồng hơi sớm, nó chưa có được đẹp lắm, kiểu nó chưa có vô vụ nó á. Mình trồng hơi sớm thì cái cây nó hơi bị đỏ. Còn bên đây thì bắp sú đó, bên đây cũng sú. Sú đây thì trồng trước nè, trồng trước hơn một tuần á, cho nên là cái cây nó hơi đẹp. Nói chung là vô tháng này mà trồng cải, trồng những cái cây rau như vậy thì hơi sớm, tại vì nó vẫn còn nóng á. Trồng sớm quá thì nó chưa có đẹp lắm, nó chưa có phát triển, không có đẹp lắm. Nắng quá trời mà ở bên đây là dạo này là nắng dữ lắm luôn. Thời tiết của nó nắng là hình như 37 độ không đó, mà có gió một chút xíu thì đỡ đỡ, không có gió nóng lắm luôn đó. Cái vườn rau vườn dâu của Lon hôm nay đây. Rồi hôm nay Lon lên Lon chia sẻ tới đây nha. Chúc cô chú anh chị em tất cả mọi người thư giãn vui vẻ, được nhiều sức khỏe ha. Lon tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Bye bye.